Hello, chào các anh em, chào Nguyễn Hằng Minh. Và chắc chắn rồi, mình chết hy vọng mọi người vẫn giữ sức khỏe để có thể qua được cơn đại dịch này. Và trong cái chủ đề video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện về ui trầm hương. Như mọi người đều đã biết thì đây là một cái nốt nguyên liệu khá đắt tiền và hiện nay nó đang là một cái hot trend trong ngành pha chế nguyên liệu nước hoa. Người người, nhà nhà đều có một vài sản phẩm liên quan đến nguyên liệu này. Và cái mùi hương của nó cũng rất là cá tính, cũng rất là dữ dội. Hoặc là yêu, hoặc là ghét. Không hề có một cái sự nhân nhượng, không hề có một cái sự nhân từ khi mà ngửi. Mà nó rất là rõ ràng thích hay không thích. Nó không hề thơm nhẹ như là nhóm hương trái cây citrus, hoặc là nhẹ nhàng quyến rũ như nhóm hương thơm ngát aromatic, mà ở đây rất là cá tính, rất là dữ dội và thậm chí là gây sốc cho những ai mới lần đầu tiên ngửi mùi hương của oud trầm hương. Đến đây thì mình để đây cái link video lần trước mình đã làm cho dành cho các anh em nào hiện nay đang có ý định tìm hiểu về mùi hương của trầm, 4 điều cần biết, thì mọi người có thể tham khảo thêm. Và thông thường thì những cái sản phẩm nổi bật của mùi hương này đều khá đắt đỏ, ví dụ như là MFK Oud Satin Mood hoặc là Guerlain Santeria đó, thì mùi hương của nó thì rất là ngon, rất là ok, nhưng mà giá thành thì đắt đỏ. Do vậy trong cái chủ đề video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến các anh em 6 chai nước hoa có sử dụng nốt nguyên liệu này và có một đặc điểm chung là nó tầm từ 2 triệu đổ về đó. Thì mình rất hy vọng rằng các anh em nào nếu có ý định tìm hiểu về mùi hương này và không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, chúng ta có thể tham khảo để có thể lựa cho mình một sản phẩm để bắt đầu con đường làm quen với mùi hương của oud đó. Nếu như các anh em lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng mọi người ấn like và subscribe để mình có thể chia sẻ nhiều hơn những cái gì mình biết về thế giới mùi hương. Còn bây giờ chúng ta hãy ngồi thư giãn và xem video của mình. Ok, lên đường. Ở vị số 6 đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Frank Olivier và chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây, đó là oud vanille. Đây là một cái mùi hương kết hợp của rất nhiều những nốt nguyên liệu mạnh như là trầm hương, vani, caramel, quả mâm xôi, vân vân, tạo nên một cái mùi hương dày, ngọt và nồng. Tất nhiên rồi, hiệu năng mùi của nó cũng rất là tốt, hoàn toàn có thể hơn 12 tiếng. Đây là một cái chai nước hoa mang những nét đặc trưng tiêu biểu mùi trầm ở Trung Đông với cái tông mùi rất là mạnh, rất là dữ dội. Nó không thể dùng được trong những ngày xuân, hè, thu mà chỉ thích hợp với những ngày mùa đông. Những anh em nào mà đang quen với một cái tông mùi nhẹ nhàng chắc sẽ cảm thấy khá là sốc khi ngửi chai nước hoa này. Còn với những anh em nào mà đang quen như kiểu dùng nhang, dùng trầm rồi ấy, thì chai nước hoa này mình nghĩ rằng có thể là sẽ hợp gu. Bởi vì trên các diễn đàn họ đều đánh giá rất là cao chai nước hoa này. Do vậy nếu như mà các anh em nào mùa đông là một, đặc biệt chỉ dùng được mùa đông và thích cái tông mùi đậm luôn ấy, thì oud vanille với một cái mức giá khá là mềm anh em có thể tham khảo. Và chai nước hoa thứ hai của nhà Frank Olivier mình không có chai nước hoa này, đó là oud church. Mùi hương của chai nước hoa này được mô tả là bản clone của chai nước hoa Dior Oud Isfahan đó, một combo trầm hồng rất là thú vị. Và có một cái đặc điểm chung đó là nó cũng đánh giá rất là cao, gần như là nếu mà nói về mùi trầm best cheap fragrance đó, những mùi hương trầm giá rẻ mùi ngon ấy, thì oud church và oud vanille của nhà Frank Olivier này được các cái diễn đàn hoặc là các cái youtuber ở bển đánh giá rất là cao. Do vậy nếu như các anh em nào mà không muốn tốn quá nhiều kinh phí mà chúng ta muốn tìm hiểu mùi trầm là như thế nào thì có thể tham khảo bộ đôi sản phẩm của nhà Frank Olivier này. Mà mình cũng nói nhắc lại đó là hiệu năng mùi và cái độ tỏa mùi của bộ đôi này rất là khủng khiếp, cho nên các anh em cần phải cân nhắc trước khi mua đó. Chai nước hoa ở vị trí số 5 đó là 24 Gold. Đây là một cái mùi hương cũng lại rất là ngọt, rất kết hợp giữa trầm và vani. Nhưng mà nó không, mình nghĩ rằng nó sẽ giảm nhẹ hơn so với oud vanille đó. Nhưng ở chai nước hoa này thì mình lại thích hơn so với oud vanille, với cái mùi trầm mix cùng với vanille nó rất là cân bằng, nó rất là mượt. Thật sự mà nói thì đây là một chai nước hoa xứng đáng có một cái giá tiền nó phải cao hơn với cái mùi hương của nó, bởi vì với cái cách xử lý tông mùi rất là mượt mà rất là nhuyễn, cộng thêm với hiệu năng mùi rất là tốt và cái sự kết hợp giữa trầm hương và vanille rất là cân bằng, rất là đồng đều, thì đây là một chai nước hoa xứng đáng có cho những ai đang đi tìm một cái tông mùi trầm hương
mùi thơm ngon và giá ở mức độ mềm. Ở chai nước hoa này thì hiện nay thì mình thấy trên Amazon có hàng này. Các anh em nếu mà thích thì có thể check để có thể mua chai nước hoa này. Chứ ở Việt Nam thì lâu lắm thì mình không thấy phổ biến chai nước hoa này. Nhưng đây là một chai nước hoa mùi trầm rất rất đáng để chúng ta sở hữu 24 Gold. Ở vị trí số 4 và số 3 thì đó là hai chai nước hoa mình không có ở đây. Chai nước hoa thứ 4 ở đây đó là Versace Eau Noir. Đây là một cái mùi hương của trầm kết hợp cùng với những cái hương vị cay nồng là saffron, nghệ tây và black pepper, tiêu đen, tạo nên một cái mùi hương khi mà chúng ta xịt chúng ta cảm nhận rõ cái mùi độ dày, độ tối của trầm hương kết hợp cùng cái bụi vị cay nhẹ của những nguyên liệu spicy thì nó tạo nên một cái mùi trầm rất là thú vị. Đây là một cái mùi hương nếu mình đánh giá rằng nó xứng đáng với cái giá tiền chúng ta bỏ ra. Tất nhiên thì với các anh em nào đang quen những cái nốt những citrus aromatic thì khi mà ngửi Eau Noir nó cũng có thể gây một cái cảm giác khá là hơi là sốc nhẹ, nhưng mình đánh giá rằng với cái cách xử lý, cái sự kết hợp giữa các cái nốt mùi và cái mùi hương của nó, mình cho rằng Versace Eau Noir rất rất là thú vị. Anh em có thể tham khảo để sở hữu chai nước hoa này. Và ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Bentley Absolute Ferment, khác với Bentley Intense. Đây, nếu như ở Bentley Intense là sự kết hợp giữa gia thuộc và một số những nguyên liệu khác, một James Bond trong ngành nước hoa, thì Bentley Absolute Ferment nó hơi u tối. Nó là sự kết hợp giữa oud và nốt nhựa, cho nên là cái mùi hương của nó cảm giác nó dày, u tối hơn. Nó không còn mang một cái vẻ lịch lãm quý ông như Bentley Intense Ferment, mà nó có một cái gì đấy nó giống như kiểu hơi hướng chìm vào trong bóng tối nhiều hơn là Bentley Intense. Nhưng mà nói chung nhà nước hoa này mình đánh giá rất là cao về cách làm mùi, mặc dù chỉ là một hãng xe hơi nhưng mình đánh giá rất là cao. Và Bentley Absolute Ferment mình nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải nên tham khảo nếu như muốn biết mùi trầm hương nó là như thế nào. Và tất nhiên rồi, cái mức giá của nó thì mềm mại hơn. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic Oud Moussas. Mình vẫn cho rằng đây là một cái sự khởi đầu an toàn cho những anh em nào muốn biết mùi trầm nó như thế nào, bởi vì đây là sự lai căng giữa tông mùi phương Đông và phương Tây. Đó là gì? Đó là trầm, hồng và nghệ tây, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Nó không phải gọi là ào lên, nó không phải tỏa lên, mà đây nó rất là nhẹ nhàng. Và mình cho rằng đây là một cái sự lựa chọn an toàn cho các anh em nào đang muốn biết mùi trầm nó là như thế nào. 17 Oud Moussas. Và cái giá thành của nó thì cũng không phải là quá đắt. Mình vẫn thích chai nước hoa này. Tất nhiên thì mọi người đều đã biết chai nước hoa nào cũng thế, có người yêu, có người ghét, cho nên là cũng không thể tránh được. Tất cả các chai nước hoa đều không thể tránh được cái vấn đề này. Và chai nước hoa cuối cùng, thật ra thì nó đã bị ngưng sản xuất, rất là khó tìm. Mình biết là vẫn còn hàng nhưng rất là khó tìm. Mấy tháng trước mình còn trò chuyện với một người anh em ở bên Nhật Bản thì bạn ấy vẫn mua được với cái mức giá là 1,7 triệu. Thì nếu mà mua được ở bên Nhật Bản 1,7 triệu và cộng với ship về đây khoảng 200 thì nó vẫn là dưới 2 triệu. Và chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Perry Ellis Black Oud Black Vanilla. Nếu như các anh em vẫn nghĩ rằng nhắc đến oud và là satin oud hay là chai nước hoa này là ngon, đó, mình biết là nhiều các anh em vẫn đang có suy nghĩ như thế, thì mình nói thật đấy là một suy nghĩ hơi sai lầm. Nếu như các anh em được ngửi chai nước hoa này thì mọi người sẽ biết oud nó là như thế nào. Đó, đây là một cái mùi hương không phải là một thuần 100% mùi trầm hương, mà nó là cái sự kết hợp giữa rượu rum, vanilla và trầm hương, tạo nên một cái tông mùi cực kỳ là ngon. Nói thật, trên đời này không có một cái gì là dễ dàng, bởi vì càng khó thì mới càng kiếm được cái gì nó chất lượng. Thì nếu như có thể các anh em phải cố gắng sở hữu chai nước hoa này. Mình biết là rất là khó, nhưng mình sẽ vẫn còn hàng. Các anh em nên chủ yếu tìm ở những ví dụ như ở bên Đài Loan, Nhật Bản,
mình thấy rằng ở những cái khu vực đấy, những cái hàng đã bị ngừng sản xuất, thường còn hàng thừa rất nhiều ở những khu vực đấy. Thậm chí là kể cả như chai nước hoa ở Fleur du Mai này này, đợt trước mình nói chuyện với một người anh em bên đấy còn cửa 10 chai luôn đó. Thì các anh em nếu có thể hãy cố gắng tìm chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 6 chai nước hoa mùi trầm hương có mức giá dưới 2 triệu đổ về. Mình rất hy vọng là có thể giúp cho các anh em chọn được một cái mùi hương trầm giá nó vừa phải, nếu mà mua về có không ưng thì vẫn còn đỡ tiếc hơn là bỏ ra một số tiền rất là cao và sau đó chúng ta cảm thấy không hợp. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.